Go. Tổng kết ra một ý nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 7 trong loạt clip hướng dẫn luyện tập quân nhị khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 7 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn động tác kẹp lách làm sao mà một tay cầm một thân côn mà một tay lại đưa về kẹp được vào lách như thế này. Thứ nhất, chúng ta cần chú ý đó là chúng ta lại chia đôi cái thân côn này ra làm đôi, sau đó chúng ta cầm ở giữa thân côn như thế này nhá. Đó. Tiếp theo, chúng ta từ cái động tác thứ 6 là động tác va côn bắt tay như thế này, tay đang để trên cao thế này. Đó, khi đưa về chúng ta kẹp vào đây. Đó, lên cao đưa về kẹp vào nhẹ nhàng. Lên cao đưa về kẹp vào. Đấy, bạn Đức đứng ra giữa và làm cứ làm nhẹ nhàng như vậy để cho các bạn hiểu nhá. Đấy. Đó, các bạn chú ý này. Đấy, lên này, về này, kẹp này. Đấy, dừng. Khi mà các bạn đưa lên cao và côn bay xuống kẹp vào nách ấy, thì khi mà cái côn nó bay về nó đập ngược lên nách thế này này, thì các bạn hẳn kẹp xuống, chứ các bạn đừng kẹp sớm quá. Kẹp xuống quá nó ở dưới hoặc kẹp muộn quá nó lại tụt ra. Đấy, nên là mình phải đón được cái đường côn về rồi mình hẳn kẹp nhá. Và khi về đây là mình phải hãm đường côn lại, hãm lại rồi nhẹ nhàng về đây thôi. Và nhớ là kẹp làm sao mà cái tay mình đang cầm ở giữa thân côn thì cái đoạn mình kẹp ấy nó cũng tầm khoảng giữa thân côn và nó lòi ra một đoạn như thế này. Đây. Chứ nó không phải kẹp sâu vào như thế này hoặc kẹp ngoài như thế này. Kẹp sâu như thế này, nếu như dây côn dài nó sẽ bị đây, bạn Đức xoay ra sang. Bạn Đức kẹp sâu vào đây. Thì nếu dài như cái dây côn dài nữa thì nó sẽ va lên đây, va lên đầu và gây chấn thương cho chúng ta. Và nếu như kẹp nông thì cái phần đuôi côn nó đập vào đây, lực ly tâm lớn sẽ làm chúng ta đau nách nhá, các bạn nhớ nhá. Đấy, giờ bạn Đức làm nào. Va tay sau đó kẹp này. Va tay lên, sau đó kẹp xuống. Đưa lên, kẹp xuống. Rồi bây giờ bạn Đức va tay khoảng vài cái rồi bạn Đức kẹp vào. Đó, từ động tác thứ 5 rất quen thuộc. Xin lỗi, động tác thứ 6 rất quen thuộc. Là tập va côn bắt tay thì chúng ta có thể đưa xuống, chúng ta kẹp luôn. Ok, đó. Đó. Rồi bạn Đức xoay người sang bên kia, rồi làm cho bạn xem ở phía bên này nhá. Đó. Đó. Thôi, kẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tập va côn kẹp nách và dùng tay này để thủ. Đây, đây là bắt đầu tập thủ ở cái tay trái này một cách cơ bản nhất này. Cầm giữa này, đưa lên này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn nha. Khi đưa xuống kẹp, chúng ta đẩy tay này ra. Đấy, khi chúng ta đưa lên, tay này đưa vào đây. Đây, đưa vào đây cũng được này, không cần đưa vào đây. Đưa đây cho đẹp nha, đây. Đưa ra, kẹp, đẩy ra. Đưa vào. Đưa ra. Đấy, lên này, xuống này, kẹp này. Lên này, kẹp này. Đấy, các bạn chú ý này. Mình, bạn Đức đứng yên như thế nhá. Để mình sẽ hướng dẫn này. Bạn Đức sẽ đứng xoay người sang bên kia. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái thế thủ của bạn Đức đang như thế này nhá. Thì để có được cái thế thủ đấy thì các bạn chú ý này. Chú ý như sau này. Đây, mình sẽ đứng ở đây và hướng dẫn cho các bạn này. Cái tay này của mình ý, ví dụ như đây mình đang kẹp nách rồi này. Kẹp nách thì tay đưa ra như đây. Đấy, kẹp nách thì tay đưa ra như này. Và khi mà bung lên như này thì ra đưa vào đây. Bung lên và đưa vào đây. Đánh xuống lúc này đưa ra. Đấy nha, tìm nhé. Nha, mình sẽ thấp xuống các bạn xem này. Đưa lên, đánh xuống này. Đưa lên, đánh xuống này. Đưa lên này, đánh xuống này. Nó giúp được chúng ta đánh kiểu gì đấy. 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 Đó. Đó. Nhịp nhàng cái này. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa vào. Đưa ra. Lên vào. Xuống ra. Lên vào. Xuống ra. Nhớ nhé. Tay phải lên. Tay trái vào. Tay phải xuống. Tay trái ra. Đấy. Lên thì vào. Xuống thì ra. Lên thì vào. Xuống thì ra. Đó. Đó. Đó, đẩy,
7 đây. Đấy, như thế giúp chúng ta sẽ có một cái thế thủ ở tay này cho thành thói quen đi nhé. Đó, bạn Đức thực hiện nào. Quý ốc, 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 ốc. Yêu cầu bạn Đức làm tốc độ nhanh đi nhé. Chuẩn bị ốc, 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 ốc. Ô, quay lại ta. Đấy, đấy là cái cách vừa kẹp nách vừa thủ là như vậy. Tiếp theo, chúng ta sẽ tập đến động tác kẹp nách hai bên tay. Chúng ta sử dụng đến côn còn lại như thế này, cũng cầm giữa thân côn nhé. Bây giờ chúng ta tập vang côn lên như thế này. Tập vang côn, sau đó kẹp nách, vang côn, kẹp nách, đưa côn lên, kẹp nách. Nhớ tay vuông như thế này, tay vuông này, đưa xuống, kẹp lên, đưa xuống, kẹp. Rất đơn giản đúng không nào? Lên, đây là cái động tác thứ 6 vừa rồi. Nó rất là bổ trợ cho động tác kẹp nách này rất là tốt. Thế nên là mình mới sắp xếp làm sao cho hợp lý nhất để các bạn tập nó thuận tiện nhất nhé. Nào, lên, xuống, lên, xuống, lên. Rồi, tăng speed nào. Up, 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 up. Hold. Tiếp theo này, chúng ta sẽ tập xoay thêm số 0 ở ngoài, đưa lên và xoay thêm số 0 ở ngoài, kẹp lách. Chuẩn bị, up, up. Đó, đấy nha, cái sau này. Chú ý này, đây, chúng ta kẹp như thế này. Chúng ta xoay thêm số 0 ở ngoài này, xoay ở ngoài, đưa lên, xoay ở ngoài, kẹp xuống. Xoay ở ngoài, đưa lên, xoay ở ngoài, kẹp xuống. Đó, các bạn nhớ nha. Quý, up. Xoay lưng. Đấy, bạn giữ đánh góc đấy và mình sẽ xoay như này nhá. Chuẩn bị. Up. 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 Hold. Vừa rồi là mình hướng dẫn động tác kẹp nách. Bắt đầu từ động tác va tay ở clip thứ 6. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc các bạn thành công.